Dạ thầy Kim. Hoàng Gia Hảo. Đúng không thầy? Dạ. Các chị ơi, các chị còn khỏe không ạ? Khỏe, rất khỏe, rất rất khỏe. Hội trường này dạ, đúng rồi. Chị đúng không? Vâng dạ. Và cảm ơn các anh chị. Cho Dung Đông với lại tất cả các anh chị em mình ha, Dung tên đầy đủ là Lê Thị Ngọc Dung. Trước khi đến với lại làm quay, Dung công tác trong ngành hàng không. Dung là một nữ kỹ sư viễn thông. Cho Dung làm quen là bao nhiêu trong số các anh chị ở đây đã đang là hoặc là trước đây là kỹ sư ạ. Dạ, cho Dung giao lưu với lại đồng nghiệp ha. Thì cơ duyên nào Dung đến với Amway thật sự đó là một cái quá trình. Và ngày hôm nay Dung được ban tổ chức cho Dung một cái cơ hội giao lưu cùng với lại các anh chị với một chủ đề là thành công đến từ một quyết định ạ. Cách đây là 12 năm. Thì ngày hôm qua Dung đứng ở Expo á các chị, Dung nhập mã số ADA của Dung vô thì thể hiện ra là chúc mừng Diamond Lê Thị Ngọc Dung đã đồng hành cùng với Amway 13 năm. Trời ơi, 13 năm rồi các chị. Nhanh quá trời nhanh luôn á. Nhắm mắt cái là trôi qua một thời gian trôi qua rất là nhanh luôn. Và nhiều khi mình tưởng chừng rằng là hình như là mình chưa làm gì được trọn vẹn á, mình cảm thấy rất là nhiều khi mình thấy mình có lỗi với bản thân mình. À, đúng không ạ? Các chị em nào đã check in ở Expo là thấy mình đã bao nhiêu năm ở Amway chưa hả? Chưa có người check in đúng không ạ? Mình coi như là chúc bạn may mắn lần sau 2 năm nữa mình quay lại mình check in được mà. Nhớ nha các chị, 2 năm nữa quay lại check in nha. Các chị, ngày hôm nay Dung được một cái thành tích nhỏ như vậy á, thì các anh chị em đừng nghĩ rằng là tại vì Dung làm được thì Dung mới nói như vậy nha. Không phải đâu, cách đây 12, 13 năm á, Dung thật sự là một người rất là nhút nhát. Và tự mặc định bản thân mình là không có tài ăn nói, cho nên chắc chắn rằng là không có làm Amway được đâu. Cho nên ngày hôm nay các anh chị em mà nghe Dung nói thì các anh chị đừng nghĩ rằng là Dung có tài ăn nói nha, thật sự không phải đâu. Là do môi trường Amway rèn luyện Dung á. Từ những cái hội nghị nho nhỏ cho đến một cái hội nghị vài trăm người và hội nghị 10.000 người, đó là một cái quá trình đó các anh chị. Và Dung làm 12 năm, 13 năm á, cho tới bây giờ Dung đi từ dưới sân khấu lên đây vẫn còn run đó các anh chị. Bình thường thôi, đúng không? Mình là con người mà lúc nào cũng có cảm xúc á. Khi mà mình mất hết cảm xúc thì mới sợ, đúng không ạ? Dạ. Vậy thì chủ đề của Dung là thành công đến từ một quyết định. Khi chúng ta cho mình một quyết định, đồng nghĩa rằng là mình đã thành công từ cái phút quyết định đó luôn đó. Anh chị có đồng ý với Dung câu này không ạ? Từ khi mình nói mình quyết định một vấn đề gì đó là mình biết kết quả luôn. Ha, cho nên không cần phải chờ cuối tháng là SP hoặc là một năm sau là gì đó để đi du lịch. Không đâu, mình biết ngay được luôn, cái kết quả đã có luôn. Mà đến từ một quyết định á, thì Dung chia sẻ tại sao Dung quyết định Dung làm Amway. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta trong hội trường này là 500-600 người đúng không ạ? Một cái số lượng so với ở ngoài kia thì không là bao nhiêu. Thì rất là nhiều người ở ngoài bên kia họ nhìn vào hội trường này và họ hỏi rằng là ủa trong hội trường này làm gì ta, có gì ở trong này mà vui mà vỗ tay dữ vậy. Có nghĩa là họ không có tham gia vào và họ đứng ở ngoài đó họ nghe ngóng và họ nghe đâu loáng thoáng một hai câu là tự do về tài chính, tự do về thời gian, và đâu đó rằng là họ nói là cái này là cái này chắc là lừa đảo hay gì đó đúng không? Và cuối cùng bỏ qua một cái cơ hội. Thì ý ở đây Dung nói rằng là khi mà chúng ta quyết định tham gia, có
định, có nghĩa là chúng ta phải tham gia vào. Khi chúng ta đưa ra quyết định thì chúng ta phải biến cái ý nghĩa đó thành cái hành động thì mới làm được quyết định, đúng không cô chú anh chị? Đúng. Là phải tham gia vào. Giống như Dung, khi Dung đưa ra cho mình một cái quyết định sử dụng sản phẩm Amway, là Dung về Dung sử dụng sản phẩm Amway, thì từ cái việc Dung sử dụng sản phẩm Amway, Dung yêu thích sản phẩm Amway và Dung đến môi trường Amway, rồi từ từ Dung nhận ra giá trị Amway, thì lúc đó mình yêu Amway lúc nào không biết luôn các anh chị ạ. À, cho Dung hỏi là bao nhiêu trong số các chị cũng đã từng như vậy ạ. À, bắt đầu từ việc là quyết định trước, quyết định dùng sản phẩm trước thì cái con đường thành công nó mới đi đến gần mình hơn. À, thì giống như là Dung thì Dung lập gia đình năm Dung 26 tuổi, à, bây giờ con của Dung đã 24, 25 tuổi. Thì cái thời gian đầu mà Dung làm quen với ông xã của Dung á, hai người quen nhau cũng không có nhiều thời gian để mà tìm hiểu. À, vậy thì khi mà Dung quyết định Dung lấy ông xã của Dung, rồi về dần dần Dung mới tìm hiểu và Dung mới bắt đầu là yêu quý, yêu mến và đồng hành cùng với ảnh cho đến bây giờ. Đó là một cái chặng đường dài, chứ không phải là một cái chặng đường dài đi hết cả cuộc đời thì mới quay qua mới nói là yêu, đúng không ạ? Thì Dung nghĩ như vậy thì không còn thời gian nữa, cho nên là Dung quyết định Dung đến với anh ấy và Dung tìm hiểu và Dung đồng hành đi cùng một chí hướng như vậy. Thì Dung cho rằng đó là một cái quyết định, là mình phải tham gia vào một cái cuộc chơi, đó là lập gia đình. Vậy thì tất cả những cái gì mà ngày hôm nay Dung nhận được, những cái giá trị đó, Dung đúc kết lại được rằng là Dung áp dụng 6 quy luật vũ trụ các anh chị. Cho Dung hỏi là bao nhiêu trong số các anh chị đã từng nghe về 6 quy luật của vũ trụ rồi ạ? Rất là ít đúng không ạ? Các chị biết rằng là cái quy luật đầu tiên đó là gì ạ? Sự tập trung. Cái gì mình tập trung vào thì cái đó nó sẽ mở ra. Quy luật thứ hai là gì ạ? Là trong và ngoài. Những gì chúng ta suy nghĩ ở bên trong nó sẽ có bên ngoài. Quy luật thứ ba là quy luật gì ạ? Nhân quả. Là khi chúng ta gieo cái điều gì là chúng ta gặt ngay. Cho nên là sáng ngày hôm nay 7 giờ sáng Dung nhận được một cái cuộc gọi từ Diamond Thúy Hằng. Chị nói chị Dung ơi, em sáng nay em đuối quá à. Chị Dung chia sẻ cho em bài thành công đích tự quyết định nha. Dung nói trời sao mà luật nhân quả nó rất nhanh dữ vậy trời. Sao các chị cười vậy? Dung nghĩ ngồi trong hội trường này chắc có mình chị không hiểu à. Như này tổ chức thì đúng không? Ngày hôm qua Dung nhận bằng ở bên Expo đó các anh chị. Dung không có chia sẻ được cái bài mà chị ngày hôm qua thì Diễm Hân chia sẻ, cho nên Dung nhờ tiếng trên của Dung chia sẻ. Cảm ơn tiếng trên của Dung rất là nhiều. Cảm ơn đây bên những chị Diễm Hân à. Dạ, chị ấy đã cứu Dung rồi. Sáng nay là trở lại được không chị Dung ơi? Em mệt quá thì chia sẻ cho em. Lực nhân quả đến ngay đó chị. Gieo cái gì gặp cái đó. Nói đùa vậy thôi các chị ha. Nhưng mà cái đó là có thật nha các chị. Trong quá trình mình làm á, mình gieo cái gì, mình gieo điều tốt mình sẽ gặp cái tốt. Và mình thấy ngay, không cần chờ tiếp sau đâu. Và ở trong âm quay là thấy ngay luôn. Thấy ngay tức thì luôn á các chị. Cho nên là trong cái chặng đường mình đi á, chỉ cần mình làm đúng á thì cái kết quả của mình sẽ đúng. Quy luật thứ tư là gì ạ? Quy luật nhất quán. Mình làm một việc như thế nào, mình sẽ làm mọi việc như vậy. Cho nên khi mình quyết định một cái vấn đề gì đó, các anh chị ơi, mình hãy làm cho thật tốt. Tại vì á, cái việc mà mình quyết định và mình làm đó, nó sẽ thể hiện cái kết quả cho lần sau mình có làm được như vậy hay không. Đó là lực nhất quán. Và cái luật cuối cùng đó là luật cân bằng. Thu nhập của chúng ta tăng trưởng khi hành
động của chúng ta tăng lên. Nó rất là cân bằng. Chúng ta cân bằng trong và ngoài, kết nối với bên trong lẫn nó bên ngoài thì thành công của mình đến. Và Dung vận dụng 6 cái quy luật này á, lúc mà mình vận dụng mình không biết nó là 6 cái quy luật của vũ trụ đâu các chị. Nhưng mà khi mình đi học đến cái môi trường này á, được các thầy cô, được các tuyến trên nói về cái quy luật này thì mình đúc kết lại mình thấy hình như mình làm đúng 6 cái quy luật này, cho nên mình có một cái thành công nhỏ nhỏ. Vậy thì các anh chị hãy thử đúc kết những cái thành công của mình đã đi qua, kể cả lúc mình yêu ai hoặc mình lập gia đình, xem có phải mình đã vận dụng 6 quy luật của vũ trụ này không ạ? Đúng không các anh chị? Các anh chị cứ kiểm lại đi ạ. Và sự thành công của mình ít hay nhiều, chậm hay muộn là do mình vận dụng cái 6 cái quy luật này nó có thực sự là nghiêm túc hay không. Vậy thì ngày hôm nay bài chia sẻ của Dung á, nó mới thành công đến từ một quyết định. Dung có nói về một cái luật nhất quán ở đây ạ. Và đâu đó trong cái sự thành công của Dung á, là nó gồm 6 cái quy luật của vũ trụ luôn các chị ạ. À, đúng không? Nhưng vấn đề là đến từ một cái quyết định, đó là luật nhất quán. Có một cái câu nói rất là hay của Archimedes, đúng không ạ? Nếu như là, không biết có phải không, Dung không biết có Dung có nói đúng hay không, mà nếu như cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ bẫy cả trái đất này lên. Có phải quả quấy không ạ? Có phải không ạ? Nếu mà Dung nói sai thì các chị bỏ qua thì Dung ơi, nhưng mà Dung nhớ hình như là như vậy. Và Dung thấy ở trong Amway rất là đúng luôn. Chỉ cần mình có một mục tiêu thì chắc chắn rằng là cả thế giới nhường đường cho mình đi. Và ở Amway thật sự là rất là đúng luôn các chị. Một số những cái sơ yếu lý lịch của Hồng Dung đó các chị. Và đây là những hình ảnh lãnh đạo, tiếng ngang, tiếng bạn, tiếng trên và thầy cô. Và Dung cho rằng tất cả những các chị em mình ở đây, người mà Dung đã đối diện, đang đối diện, đều tất cả những người ấy là những người thầy của Dung. Dung đã được học từ những người thầy này hành trình trong cuộc sống rất là nhiều. Cho Dung mượn bàn tay của các anh chị ở đây, Dung cảm ơn tất cả các chị luôn, vì tất cả các chị là người thầy của Dung à. Tất cả các lãnh đạo có mặt đầy đủ hệ thống Prado 3S của chúng ta các chị. Vậy thì từ khi Dung sử dụng sản phẩm Amway, Dung bắt đầu Dung đưa ra cho mình một cái quyết định phải thành công cùng với Amway. Tại vì sao ? Tại vì đó là một chặng đường. Mỗi lần Dung đến hội nghị á, Dung thấy rất là nhiều các anh chị thật sự rất là bình thường mà họ có thể làm lên được 21%. Và Dung thật sự Dung rất là khát khao. Dung nói 21% á, trời ơi sao đó, nó lớn quá. Vậy thì Dung có thể làm được 21%, Dung có thể làm được. Và Dung cố gắng. Và cứ đến hội nghị Dung thấy rất là nhiều các lãnh đạo lên pin, Dung nói người khác làm được, Dung cũng phải làm được. Và để làm được điều đó, thực sự nó cũng là một chặng đường. Chưa có một đại hội thành công nào mà Dung không đến các chị. Có thể là Dung đến nhưng không Dung chia sẻ ở đó thôi. Nhưng Dung cũng làm một cái công việc gì đó ở đại hội thành công. Chứ Dung không bỏ một cái gì đại hội thành công nào hết. Thì đó chính là cái việc xây dựng niềm tin của Dung. Ngay từ bản thân mình, khi mình mới vào làm Amway, mình đã cho mình một giới hạn là mình không có tài ăn nói. Vậy thì làm sao để có tài ăn nói được? Thì cái việc mà đọc sách đó, giúp cho Dung có thêm ngôn từ để chia sẻ, là một quá trình để Dung phát triển ngôn ngữ. Ở trong cái quy trình mà đọc sách rất là nhiều luôn đó chị. Cho nên khi mà Dung có được ngôn từ để Dung nói chuyện rồi á, thì niềm tin Dung có lên. Và Dung bước ra ngoài, Dung thực
định vị mình là ai, giống như hồi nãy cô Châu nói là chúng ta cần phải định vị mình đúng không ạ? Định vị Dung là ai? Thì Dung định vị ở thời điểm mà Dung làm hàng không, lúc đó là Dung 37, 38 tuổi rồi các anh chị. Ở cái thời điểm mà nó không còn cho mình một cái cơ hội để mà dạo chơi nữa. Dung đã làm 13 năm ở hàng không rồi, Dung nhìn thấy kết quả ở hàng không rồi. Dung nhìn thấy những người nghỉ hưu ở hàng không rồi, họ rất là buồn. Tại vì sao ạ? Khi về với những cái đồng lương 75% bảo hiểm xã hội, họ rất là buồn. Và Dung thấy rằng cái kết quả của Dung ở đó Dung không thích. Dung mong muốn rằng là khi tuổi về hưu á, Dung có thể làm những cái việc mà mình mong muốn. Mình có thể đi đâu đó mà mình không cần phải lo về tài chính. Và Dung muốn một cái kết quả như vậy. Vậy thì ở đâu có thể cho Dung có một cái kết quả như vậy? Amway là tại vì các anh chị biết Amway, các anh chị nói những cái thời điểm đó của Dung là Dung không biết được thực sự có một cái cơ hội như vậy. Nhưng mà các anh chị em mình rằng là có tin rằng là ở trên vũ trụ, ở trên cuộc sống này có rất là nhiều cơ hội tốt đúng không ạ? Mà chúng ta chưa biết thôi đúng không ạ? Và cho đến thời điểm này Dung cũng vậy, cũng giống như các anh chị chưa biết thôi. Và Dung thấy Amway đó là cái tốt nhất rồi cho tới thời điểm này. Tại vì Dung ở môi trường Amway và Dung đi đâu đó và Dung thấy là Dung thấy Amway là tốt nhất rồi. Nếu như 10 năm sau có cái tốt hơn thì mình không biết được. Nhưng tới thời điểm này là Dung thấy tốt nhất rồi. Và Dung nhớ rằng là Dung hay cái thời điểm năm thập niên 80 á, Dung xem phim Dung xem phim Hồng Kông á. Ở đây á, thời thập niên các chị có xem phim Hồng Kông nhiều không ạ? Cho Dung được phép nhắc lại nha. Dung xem á, Hồng Kông á, Dung thấy một số các đào nữ trong đó là ăn mặc rất là đẹp đúng không ạ? Nam thanh nữ tú ăn mặc rất là đẹp, nhưng mà hầu như họ không có làm việc, họ chỉ đi ngao du khắp thiên hạ thôi. Và mỗi một lần đi như vậy tới một cái quán nào đó ở đâu đâu ở trong xa trong rừng và kêu tiểu nhị, tú ăn cái này tú ăn cái kia, và ăn xong rồi tiểu nhị tính tiền, và họ đặt một nén vàng xuống dưới đó khỏi thối. Và các chị thấy có ai thối tiền không ạ? Không. Và Dung nói chỗ hay sao mà mấy người này đóng phim, mấy người này đóng phim làm gì có chuyện đó. Nhưng mà các anh chị ơi, ở trong phim có là ngoài đời có, các anh chị có tin điều đó mà trong phim có là đời không á? Tại vì sao mà Dung có thể dám nói đúc kết như vậy? Tại vì Dung thấy tất cả những cái bộ phim mà Dung xem mà Dung hiểu được á, là Dung thấy ngoài đời có mới đưa vô phim hết, chứ họ thật sự là họ không có nghĩ ra có rồi xong mà sau đó có hư cấu một vài vấn đề thôi, nhưng thật sự có. Thì Dung nói trời ơi, làm gì có một cái cuộc sống thần tiên như vậy. Nhưng mà khi đến môi trường Amway á các anh chị, Dung qua nước ngoài á, Dung thấy cuộc sống của cô FC Châu Uyển Minh, thấy FC Lý Ân Toàn. Dung đi Malaysia Dung thấy FC Lý Ân Toàn, Dung tới nhà của FC Dung thấy tuyệt vời quá, và Dung ước mơ có một cái cuộc sống như vậy. Và Dung đến rất là nhiều hội nghị, thì Dung thấy các thầy cô chiếu những cái video clip nói về sự tự do về tài chính, tự do về thời gian đi du lịch khắp nơi. Trời ơi, tự nhiên mình có một cái sự khác khao đó chị. Tại vì sao ạ? Mỗi người chúng ta ai cũng có 24 giờ, 8 giờ để ngủ, 8 giờ làm việc, chỉ còn 8 giờ còn lại chúng ta đang làm gì? Tất cả chúng ta đều giống nhau. Nhưng tại sao họ lại có một cuộc sống như vậy? Không lẽ này số kiếp này họ sinh ra họ được như vậy hay sao? Nhưng tự nhiên Nhưng nghĩ như vậy và Nhưng nói không, người ta có một cái cuộc sống như vậy. Vậy thì ngày hôm nay có một cái con đường thầy cô chỉ cho mình, thì mình cố gắng, mình nỗ lực. Và Nhưng cứ đến hội nghị và Nhưng được phát sáng ước mơ, thì cái niềm tin Nhưng lại trỗi dậy. Các chị niềm tin Dung lại trở lại, thì Dung lại cố gắng hơn nữa. Thì cho nên ngày hôm nay Dung muốn chia sẻ với các anh chị là cái câu chuyện ở trong phim Hồng Kông là có thật ngoài đời à. Và Dung thấy FC của mình là như vậy đó các anh chị. Còn các ngành nghề khác thì Dung không biết nha, tại vì Dung không có trong những cái ngành nghề khác thì Dung không biết. Nhưng mà đối với ngành nghề Amway á, thì Dung thấy các thầy cô FC là hầu như là như vậy. Họ đi mua sắm họ không cần phải nhìn giá đâu các chị, tại vì Dung cũng đã trải nghiệm thử qua rồi. Lúc mà Dung lên Kim Cương đó các chị, là Amway cũng tự thử cho Dung nhiều lắm. Lúc đó Dung cũng đi mua sắm mà Dung cũng không có coi giá luôn các chị,
Dung thích cái gì là Dung mua cái đó luôn á. Lần đầu tiên Dung có một cái cảm giác như vậy. Nhưng khi chúng ta xây dựng hệ thống, nếu như hệ thống của chúng ta có
100 người tiêu dùng thực sự. Vậy thì có phải rằng là một năm, năm sau chúng ta quay lại chúng ta bán một chai nước rửa chén cho 100 người đúng không? Mà chúng ta có bao nhiêu sản phẩm Amway? Hơn 200 sản phẩm Amway về thị trường Việt Nam. Vậy có phải rằng là chúng ta xây dựng hệ thống 100 người tiêu dùng thực sự, một năm sau chúng ta sẽ bán cho ít nhất rằng là 100 người đó là 200 sản phẩm đúng không ạ? Đúng không các chị? Đúng. Mà sản phẩm của chúng ta có bị thiếu thôi nha, thôi mất gì không ạ? Không. Thế sử dụng là bao nhiêu năm? 3 năm. Không lo về chất lượng sản phẩm đúng không ạ? Vì tại sao chúng ta không hợp tác với một công ty như vậy? Lo hết rồi, chúng ta chỉ đi xây dựng hệ thống người tiêu dùng thôi các chị. Hệ thống xây dựng người tiêu dùng là 63 tỉnh thành, các anh chị có mối quan hệ ở đâu, các anh chị cứ dùng tốt sản phẩm đi và các anh chị cứ lan tỏa và chia sẻ, biết đâu đó một ngày nào đó họ là hệ thống của mình đúng không ạ? Cho nên cái niềm tin nó rất là quan trọng. Ngày hôm nay chúng ta đến đây chúng ta thấy chị Dung chị nói như vậy đúng, nhưng chúng ta đi ra ngoài làm thị trường sao làm mãi không được một người hợp tác với mình, niềm tin của mình lung lay. Chị Dung nói như vậy tại sao tôi làm không được? Xin thôi các anh chị cứ đến hội nghị nữa đi. Không lẽ 100 triệu dân chúng ta không tìm ra được 3 người có cùng ước mơ với mình hay sao? Không lẽ nào? Đó chính là quy luật tập trung. Quy luật tập trung và nhất quán và cân bằng nữa nằm hết ở trong vượt qua bản thân luôn. Trong cái quá trình vượt qua bản thân, cái thách thức của Dung nó vậy, Dung nhiều lần muốn bỏ cuộc. Tại sao cái người bạn này nhức mãi mà họ chưa chịu lên? Đó là vấn đề này, là vấn đề của người ta, không phải vấn đề của Dung. Dung thường hay trách trách bản thân mình, tại sao mà người này không chịu lên? Đó là vấn đề của người khác, không phải vấn đề của mình đúng không ạ? Dung lại đi tìm một người khác có cùng ước mơ với mình, Dung hỗ trợ giúp đỡ, tại vì không chờ. Không chờ, tại vì sao mà mình chỉ cho khi mình có. Mình không có, mình không thể cho được đúng không ạ? Cho nên chúng ta hãy làm, Dung phải làm cho Dung có chứ, Dung mới cho sau. Chứ Dung không thể nào mà Dung cho những cái Dung không có. Vậy thì Dung không có thì Dung không cho. Thì Dung Dung hay nói rằng là chúng ta phải đến lớp học đi, nhiều người khác có, các lãnh đạo khác có, các lãnh đạo khác sẽ cho mình. Thì đây là một chặng đường quyết định vào tham gia. Nếu như mà ai đó thấy anh quay mà nghĩ là anh quay là thành công liền thì chắc chắn là không có cơ hội cho tất cả chúng ta ngồi ở đây đúng không ạ? Vậy thì cho có cơ hội cho những người tham gia vào và làm đủ 3S cộng với 1M, mà cần phải liên tục, giống như anh Thanh Minh nói, cần phải liên tục và liên tục thì nó mới tạo ra được một cái hệ thống người tiêu dùng được. Nếu như chúng ta không làm liên tục thì chắc chắn cái hệ thống của chúng ta đâu đó rằng nó chưa tạo thành một cái mạng lưới để tạo ra cái thu nhập thụ động được. Cho nên chúng ta cần cái quy luật tập trung và cái luật nhất quán ở chỗ này. Thì khi chúng ta tập trung vào thì cái đó, cái gì tập trung vào cái đó mở ra đúng không các chị? Nhưng nói với các bạn trẻ cứ tập trung vào mụn đi, nó nở ra cho mà coi. Mà thật sự nở ngay đầy mặt luôn. Đừng có tập trung vào nó, kệ nó đi. Mụn nó trên mặt hay kệ nó. Nó muốn mở đâu nó mở, nó muốn nở đâu nó nở, kệ nó. Nó nở hết chỗ nó nở rồi thì thôi. Đúng không ạ? Đừng có tập trung vào. Vậy thì chúng ta nhìn thấy giá trị của anh quay. Giá trị của anh quay tốt không ạ? Tốt là gì? Các chị đi hội nghị và các chị nhìn thấy được những cái lãnh đạo đi trước và nhiều người thành công họ làm được thì các chị nói tốt. Còn những các anh chị mới đến thì làm sao mà thấy được tốt đây ạ? Thì tiếp tục đi hội nghị nữa đúng không ạ? Và mình phải tìm hiểu mình nhé. Tham gia đại hội thành công ở nước ngoài á thì chắc chắn ngày hôm nay Dung
10 năm nữa là một bà kỹ sư. Đây, công việc trước đây của Dung. Nhưng khi Dung tham gia và ăn quay, Dung nhìn thấy giá trị và Dung tập trung vào Dung làm đây thì 5 tháng sau Dung lên 21%. Nhiều lúc nói như thế nào ta, cái giây phút mà lên 21% á là nhiều khi là thời gian đầu là Dung 5 tháng đúng không ạ, nhưng mà sau này thì nhiều khi chỉ cần mấy ngày thôi, còn anh đạo Thanh Minh thì bây giờ là chỉ cần 0 giờ gõ cái pen cái đã lên 21% rồi à, đúng rồi. Cho nên rằng là chúng ta tập trung thời gian đầu để làm cái thật tốt, sau đó chúng ta rất là khỏe. Nếu như có một cái công việc nào đó mà làm như vậy thì xin chúc mừng tất cả các anh chị đúng không ạ, chỉ tập trung nỗ lực một lần à. Rồi Dung tiếp cận ăn quay, Dung quyết định sử dụng sản phẩm ăn quay. Có nhiều người nói hoài mở thẻ cũng đâu mua hàng đâu, rồi thôi kệ để đó, sử dụng sản phẩm ăn quay trước cái đã, yêu sản phẩm ăn quay rồi đến môi trường ăn quay, nghe câu chuyện thành công của rất là nhiều người cái đã. Các chị ơi, các chị nghe câu chuyện thành công của nhiều người nha, còn phải chụp hình của người thành công nữa nha. Để chi à? Để làm câu chuyện, để ABC. À, khi nào gặp đối tác của mình á, kể ngay câu chuyện với người này. Rồi đây là cái mấu chốt để lần sau mình dẫn người đến hội nghị. Cho nên á, may mắn là mình làm Amway mình có cái điện thoại á. Điện thoại ở trong Amway mình sử dụng nhiều lắm nha. Mình để chụp hình. À, rồi mình đưa giữ những cái hình ảnh để mình kể câu chuyện của người thành công cho đối tác của mình nghe. Cho nên là đến môi trường thành công để nghe nhiều câu chuyện, vậy thì làm ăn quay chỉ cần kể chuyện lại thôi. Mà muốn kể chuyện hay thì nói họ là lên đây để mà nghe đúng không ạ. Chúng ta thì chỉ cần là kể sơ sơ thôi chứ đừng kể chi tiết quá. Chi tiết quá là họ hết muốn nghe, rồi muốn nghe các chị kể chuyện hơn. Rồi khi mà chúng ta đến môi trường ăn quay nghe nhiều câu chuyện của nhiều người thành công chụp hình rồi thì chúng ta thấy được giá trị cốt lõi của ăn quay, đó là sự tự do, là gia đình, là tưởng thưởng, là hy vọng. Nếu như chúng ta đang làm một cái ngành nghề nào đó mà có được bốn cái giá trị cốt lõi như thế này thì xin chúc mừng tất cả các anh chị đã làm đúng rồi đó, mình tiếp tục làm đi ạ. Còn nếu như cái môi trường, cái công việc của mình mà bốn cái giá trị sự tự do, gia đình, tưởng thưởng và hy vọng là gì, trời không biết là làm mãi cái công việc như vậy một ngày nào đó mình có được tự do hay không, gia đình mình có hạnh phúc hay không, mình có được đi du lịch khắp nơi hay không. Cái chữ hy vọng này nè các anh chị, cái chữ hy vọng này nè, mình làm mãi mình có được những cái này hay không, cái công việc hiện tại của mình đó, mình làm mãi mình có được như vậy hay không, hay là mình làm mãi rồi cuối cùng mình không được cái này. Còn ở trong Amway chỉ cần bạn không từ bỏ, bạn sẽ có con đường thành công đúng không ạ. Thì đâu còn con đường nào nữa đâu thành công. Nhưng mà tôi hy vọng tôi vẫn tiếp tục đi, chắc chắn tôi sẽ ảnh hưởng 3 đến 6 người, vân vân, đúng không ạ? Cho nên rằng cái hy vọng này nó rất là quan trọng luôn á, cực kỳ quan trọng luôn nha. Đây là các chị, cách đây 12 năm Dung lấy cái hình ảnh này là những ngày đầu Dung ra đi tìm đường. Dung nói là tìm đường cứu nước luôn á. Tìm đường cứu nước, Dung cứu bản thân của mình trước nha. Rồi Dung thấy được giá trị xây dựng của hệ thống. Có nghĩa là Dung đến hội nghị, Dung mới nhận ra được điều này. Và Dung đi học, Dung mới thấy được điều này. Không tham gia, không đưa ra cho mình một cái quyết định tham gia thì làm sao có được những cái giá trị này mà đúng kết, đúng không các chị? Cho nên là quyết định để mà tham gia vào, mà tham gia vào tìm hiểu thật nhanh đi, để mình đúc kết ra những cái giá trị mình muốn theo đuổi là gì, và mình làm những cái giá trị đó. Vậy thì trong quá trình Dung quyết định Dung tham gia và Dung thấy được những cái giá trị đó, giá trị của xây dựng hệ thống. Đây là một cái việc xây dựng sự nghiệp mà làm chủ, do mình làm chủ. Sự nghiệp giúp người khác là giúp chính mình nữa. Sự nghiệp công bằng, và đây là một cái sự nghiệp lớn, và cuối cùng đó là một cái sự nghiệp đảm bảo. Dung lớn, Dung tham gia, Dung thấy được những cái đây là giá trị nó thật sự vô cùng lớn. Mình đâu có làm một mình đâu bà, mình làm hệ thống, mình làm đàn đọt, đòn đòi thì cần có thời gian, cần có nhất quán, cần có tập trung nha. Khi Dung nhìn thấy ra điều này thì Dung thấy thị trường vô cùng lớn các chị.
đây là những người bạn ở hàng xong của Dung. Tôi nói ôi chỉ cần 6 người lên đây ngon Dung nhiều, đồng nghiệp của Dung nhiều hơn 20 người. Nhưng mà lúc Dung lên đây ngon nó các chị những người bạn này của Dung đâu có là một cái thị trường nào của Dung đâu, nhưng mà Dung vẫn lên đây mình. Anh quay thì có rất là nhiều tiền, nhưng mà họ không có thích khoe tiền.
À, tại vì ở bên ngoài xã hội có rất là nhiều các anh chị doanh nghiệp kiếm được rất là nhiều tiền nữa cơ, nhưng những cái giá trị khác họ có thể không có được, đó là sức khỏe hay là gì gì đó luôn, rất là nhiều. Thì Dung thấy là ngoài cái giá trị về tiền ra thì Dung thấy rằng là chính bản thân Dung từ là một cái người bình thường thôi, Dung có thể tạo ra được giá trị bản thân cho mình. Một cái người nhút nhát, không có tài ăn nói cũng có thể làm được. Và Dung có chủ động trong thời gian và giúp nhiều người có thu nhập và có sân khấu để thể hiện bản thân. Thì ngày hôm nay các chị thấy rằng là những người bạn mà lo ở vòng ngoài như vậy là những người bạn đấy là cũng một trong số những người bạn cũng nằm trong hệ thống của Ngọc Dung. Các chị ấy đã sắn tay vào và làm việc. Thì các chị em hãy cho một số những người bạn là đi riêng trật tự em xin. Và có cơ hội trải nghiệm thế giới dài lâu. Khi quyết định thành công cùng với anh Quay là có nghĩa là mặc định rằng là anh Quay nợ Dung mỗi một năm ít nhất là một chuyến đi du lịch nước ngoài, mặc định luôn. Khi chúng ta quyết định thành công thì chúng ta mặc định mỗi năm chúng ta đi ít nhất một lần. Cho nên là trải nghiệm thế giới dài lâu, đúng không? Chăm sóc sức khỏe gia đình bằng những dòng sản phẩm tuyệt vời của anh Quay. Và tạo ra thu nhập thụ động từ mạng lưới người tiêu dùng và thừa kế làm chủ kinh doanh của mình và làm chủ vóc dáng. Thì đây là những cái giá trị mà Dung thu về được sau 4 năm, hơn 4 năm Dung làm cùng với anh Quay. Với các chị thấy có xứng đáng không ạ các chị? Xứng đáng không các chị? Đó,
rồi đây là những hình ảnh em đi nước ngoài nha, đi Hàn Quốc câu cá nha, rồi đi Úc, nói chung đi chung là anh quay hơn 10 năm nhưng cũng đã hơn 10 nước đi cùng với anh quay hoàn toàn miễn phí nha. Rồi một số những hình ảnh nha. Rồi, 2018 Dung đi Mỹ, 2019 là Dung đi Dubai, 2020 đi Đà Nẵng, Huế, Hội An và 2011 thì Dung đi một lần nữa quay lại Mỹ. Sở thích của Dung là mặc áo dài ở hơn các nước, Dung thích như vậy các anh chị. 2022 anh quay đang nợ Dung một chuyến New Zealand nha. Thì rất là nhiều hình ảnh nhưng mà không có thời gian Dung show ra. Thì đây là Facebook của Dung, Dung thường lưu hình ảnh lên Facebook và Dung lưu ở trên này. Thì các anh chị có thể là mượn cái Facebook của Dung, có thể nhìn những hình ảnh đó các anh chị lấy ra để ABC cho đối tác của mình, đúng không ạ? Và lực cân bằng á, các anh chị chỉ có thu nhập của chúng ta tăng khi chúng ta hành động mỗi ngày. Đây là những cái việc mà Dung hành động để Dung tạo nên kết quả. Cho nên là Dung muốn xin thưa với các chị là Dung chỉ tập trung vào 6 quy luật của vũ trụ để Dung làm mỗi việc thôi. Vâng, và xin chúc cả các chị thu hoạch thật nhiều ở đại hội thành công và đưa ra cho mình một quyết định thành công đó.